Ok anh em ơi, dịch thế này thì ở nhà làm gì? Thì anh em không có kim cương để nạp vô game thì anh em có thể đến ngay shop quyếnhuộn.com để mang thật là nhiều kim cương để mang về nha. Thì cái shop của mình nó đang giảm giá tận 80% tất cả các dòng quay đó cho anh em thử vận may của mình luôn. Chỉ từ 19k 18k thôi. Anh em có cơ hội trúng khá là nhiều kim cương để mang về luôn nha. Thì anh em nhanh tay đi mua hẻ và nạp vào ngay. Gì vậy? Dạ. Hắn trong phòng chứ đâu? Chuyện thằng ai? Dạ làm gì? Không. Đừng dẫn về nó nha ba. Làm gì? Làm gì á? Tao làm thì chạy tao, ra đây. Cái gì? Cái gì? Nè, có ga kèo nè. Hắn với Di với thằng Đức mấy đại phải không? Ừ. Bồ tao đi. Rồi tôi gắn bố mà. Giết mày được, tao cho thằng 5 xị. Đâu tiền đâu. Nào giết được cho thằng 5 xị tiền nè. Giết là giết được tôi là cho 5 xị. Trời trời, hôm nay ông chơi lớn nên lấy 10 triệu để đá đứt tôi hả? Ai mấy mày tự tin cho đâu? Trời ơi, báo tiền tao chung xe nha. Ừ. Rồi tôi căng bốn phải không? Ừ. Rồi vô. Vô mày. Ok anh em ơi, thì hôm nay anh em ổng qua tiếp tục ổng qua chơi cái kèo đá đít nữa anh em. Thì hôm qua anh em tôi giống như là đá đít ổng cái gì á, ổng phái hôm nay ổng qua anh chơi tiếp anh em. Đó, thì hôm nay không biết có động lực gì không mà cái mặt căng cái gì anh hai. Bữa nay tao nói mày xác định mày rồi con. Xác định hả? Hôm nay là tôi căng bốn luôn nha anh em, có thằng Đức nè. Ba thằng bay giết được nó cho 5 xị thằng. Bé Hăng nè, thằng Đức nè, Di Bò Gò nè, với ổng nè. Nè tiền nè. Đó, ai giết được 5 xị phải không? Không. Không ai giết được tôi đâu ơi. Gục một thằng nè, từ thôi. Đó, bây giờ tôi giết được ông là tôi đá vô cái đít ông phải không? Rồi. Thôi, bây giờ em bắt thằng này đi, em đừng có nói nữa. Đúng không? Mất công ông thua ông cay nữa đó. Đâu rồi, ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Làm gì? Bây giờ là tôi phải đá vô cái mông không? Từ đi mày. Rồi, gục ba nè. Rồi, gục ba nè. Rồi, đâu rồi. Rồi, xong luôn. Dảnh cái mông lên. Mày bắn cái gì ba? Mày bắn cái gì boss vậy? Nhẹ nhẹ mày. Trời ơi. Gì trời. Nó đã. Qua tao cai cứu nhiều lắm rồi. Bữa nay tao đem. Sao cái mặt nhất định thôi. Đá vô cái đít của mày. Phải không? Là, sao mặt ông như khỉ già vậy? Giết cái mặt cái mặt cái này. Khỏi lắm rồi. Cái mặt như khỉ già vậy. Bây giờ bực bội nè, tôi ra đạn là tôi vô đầu rồi anh em ơi nè. Ờ chú đừng có cây chú cái gì không cùng gì gãi tao nha. Đậu xanh tôi bắn dữ lắm rồi. À thanh niên đi mất nè anh em, thanh niên đi mất nè, kìa. Bắn ai vậy? Bắn mẹ đi. Một hai nè, từ thôi. Từ thôi nè. Tôi gạt luôn, không luôn em ơi. Đó, rồi xong chuẩn bị dảnh cái móc lên, dảnh cái đít lên nè cưng. Hai thằng bay nào giết cho 5 xỉ lẹ đi. Ồ, 5 xỉ phải không? 5 xỉ không? Ok, hai thằng bay vô đây. Để lên em ơi, lẹ lên. Có kìa. Rồi. Mấy xe tiền á, chạy. Hai đứng xe tiền cái gì? Rồi. Tại vì mấy tụi này nó để tôi, nó tôi biết nó bắn như thế nào, hiểu không? Rồi. Dảnh cái phao câu lên. Mẹ không? Xin lỗi ông nội nha. Nhẹ thôi. Làm dữ vậy? Bay bắn gì chán quá à, tao chưa bắn rồi. Quay. Ngu hơn gì đó. Ba thằng lên lên chúng tao ơi. Bây giờ là 2-0 rồi đó. Bây giờ là tôi sẽ còn đá ổng 5 cái nữa anh em. Ba mày lên chúng ông tao. Ông chuẩn bị đi. Mày chuẩn bị. Thôi đi bây không? Giờ tôi thắng ha, tôi cho ông tôi lấy 10 triệu luôn đi. Ba thắng. Chứ gì? Tao vui với mày nè, đi mày đâu. Đúng chắc đại gia luôn em, bỏ ra 10 triệu để đá cho cái đít của tôi. Nè. Từ thôi anh em. Gục một hàng nè. Từ thôi. Trời. Ôi, gọi vậy. Rồi nè. Mày đưa đứt lên, nhẹ nhẹ thôi. Đã đá hai cái đau lắm đâu. Nhẹ. Trời ơi. Làm gì mà dữ vậy? Đá, mày làm gì mà dữ vậy? Chết rồi cái sao? Mấy thằng hồ. Sao chú đá gì vậy? Đá đứt mày mà. Thằng hồ. Ê nha, trời trời ông đá nghe muốn gãy cái gì của tôi vậy trời. Đá đứt mày à, chứ mày phải. Sao được không? Ông thiệt chứ ông đá cái muốn gãy cái này của người ta lên vậy. Chứ nãy mà muốn giả là gãy thiệt rồi đó. Ừ. Đá đít mày chai đá vô mặt thằng mà mày gãy vậy đi. Đi vô đi thằng ơi, đi vô nè, để anh căng bốn chỗ này luôn thằng ơi. Căng bốn hả? Đi vô đi cho nó đã đi. Dạ nè, bây giờ không chuẩn bị đi, bây giờ mà tôi giết được ông á, tôi đá vô cái đầu ông một cái bớt một cái luôn á. Từ thôi thằng ơi. Nè, bây giờ bình tĩnh thôi.
Đó, ông đâu rồi, ông đâu rồi. Bây giờ nè, trời ơi, làm bé hăng tôi xưng cái lỗ mũi luôn rồi kìa anh em. Vậy đó. Ông đá thằng em của ông như vậy mà ông. Vậy đó. Ông đá thằng em của tôi, người yêu của tôi như vậy đó. Bắn nó trời. Một yếu rồi. Từ thôi anh em ơi. Từ thôi. Trời ơi, cho tôi đá là cái năm xị hết thằng đó. Giết ta đất. Bây giờ bình tĩnh thôi. Có sao mấy hăng ơi? Sao cái gì vậy? Đi đâu vậy? Yeah, bình tĩnh thôi. Ấy, rồi. Rồi. Thằng nó đá anh rồi kìa anh ơi. Ai da. Rồi kìa, thằng Đức nó giết kìa, Đồ dân chơi, nè. Dân chơi. Nào giết cho 1 triệu đó. Ghê vậy. Thằng nào giết cho 1 triệu luôn hả? Ok, bây giờ nè. Bé hăng hồn trả hồn em ơi, qua bây giờ qua bên anh đây. Từ thôi anh em ơi. Hả? Tôi cay ông lắm nữa chị. Cay cái gì? Ông nói cho 1 triệu. Rồi. Có mấy triệu của ông, gãy cái mũi của tôi. Rồi, bây giờ nè. Nào giết nó cho 1 triệu. Lẹ lên. Trời ơi, bay làm gì vậy trời? Rồi, xong rồi. Từ thôi. Giết nó coi. Goodbye. Đi. Rồi, xong luôn. Ông nhảy vô câu lên. Ông đá nhiều tôi không? Ây da. Nhẹ thôi. Mặt ông như căng kìa, cái mặt làm gì căng vậy? Tao thấy rồi, đại mày không bắt mình rồi đó. Ok anh em ơi, 3-2 rồi, bây giờ làm sao? Thôi bây giờ tôi hắn ông cho tôi nguyên cọng này luôn đi. Tiền của người ta mày làm gì hoài vậy? Ok tiền bây giờ cho mấy thằng này nó bắn chết mày nè. Bây giờ hồi nãy giờ thằng nào được nhiêu triệu rồi? Hồi nãy giờ được 1 triệu phải không hai đây? Ừ. Ok. Bây giờ nè, anh em nhìn này nha, tôi sẽ đá vô cái đít ổng thêm lần cuối nữa. Đổ xem cái mặt ổng căng kìa anh em, cái mặt căng gì gửi người ta đi, người ta bắn sao tao bắn. Mày lo mày đi. Đây nè, ổng bên đây nè. Cố lên ông nội. Đồ chi. Ông mua quả bơm chi vậy ông nội? Cãi tao. Sao ông mua? Trời. Chưa đỡ kịp nó chết rồi. Gục 2 rồi anh em ơi, gục 2 rồi. Chết tôi sống rồi. Tôi sống rồi nè. Bắn đi mình nhiều chuyện quá, mày giết nó đi. Bây giờ sao đây? Giết nó coi, chi bà ngộ. Rồi xong, dẫn cái bao câu lên. Bắn này bị bắn chén chết luôn, trời nhẹ nhẹ thôi. Ây da. Không sao. Ok anh em ơi, 4-2 rồi, bây giờ làm sao? Ây da. Bình tĩnh thôi anh em ơi. Đó. Nghe cái câu là quân tử trả hồn 10 năm chứ muộn không? Muộn không? Nãy giờ đá là 3 cái mặt kìa, cái mặt kìa. Hồi nãy giờ tôi đá 4 đá rồi. Bây giờ nè. Nào. Rồi, nào với cái nào lấy 5 xị. Nào. Cho mày 5 xị nè. Lên đây. Nè, đưa đít nè, đưa đít nè. Nói à. Đá là mày đã không? Đã. Ai da. Sao kỳ vậy, ông đá anh mà em còn em cừ là sao? Bây giờ bình tĩnh thôi anh em ơi. À kìa, mấy thanh niên này chơi dơ. Rồi từ từ thôi anh em ơi, từ thôi. Trời ơi, nhìn người ta nghe, người ta chơi đừng có nhìn nha. Ông chơi đi bắn lén cũng vậy à. Từ thôi. Nè, có mấy thanh niên nó chạy qua kìa anh em. Cục một hàng nè. Ổng kìa anh em. Đó, bây giờ bình tĩnh thôi, tôi sẽ đá cho cái mông ổng nha. Ây da. Gần chết rồi anh em ơi. Gần chết rồi. Thôi xong mà chạy anh em ơi. Đâu rồi? Đâu mày ơi. Ok. Chứ quay tay bơm máu nó bắn gần chết rồi. Cứu hả? Rồi xong luôn, ga đạn ra toàn là vô đầu không luôn. Đây. Ông bắn gà mày hay nó bắn như là gì xịt vậy? Bắn như đồ đích heo vậy. Con nhỏ này nó chạy đâu trời. Rồi. À con hân nó AFK rồi, thôi xong rồi em ơi. Thôi xong rồi. Hân rồi, không AFK rồi. Vậy là cái dáng này là thấy là xác định nè. Nè. Đồ sao? Trời ơi, trời bắn gì đâu mà không vô đầu vậy trơn vậy trời.
Dạ mệt mệt hết, giờ bắn bay chén qua mà mốt được thủ bắn nó thu lô nó nghe chưa nha. Đem tiền cho mày cái mày mấy mày ai ra. Đem tiền cho mày cho mày mấy nữa. Có đảng thì đâu á trời. Ba thằng rồi cho bắn tiếp người ta đi thằng ơi. Đó, bây giờ 5-3 rồi nè. Bây giờ bình tĩnh chiến đấu thôi nha. Đó. Tao à. Bây giờ bình tĩnh thôi anh em ơi. Đâu rồi, bé ăn cute của anh đâu rồi. Bây giờ tôi sẽ cho ổng là nguyện vọng của ổng luôn nha anh em, cho ổng đá đứt tôi, cho ổng phái không nó làm dùng 10 triệu ông qua ổng đá đứt tôi luôn. Rồi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Hey. Rồi luôn. Thằng nào bắn vậy? Tôi. Rồi đó bây giờ đưa người ta hay để tôi 2 triệu đi. Nha. Đậu xanh chưa gì hết trơn hà lấy rồi. Giết tao cho tao. Ê tao chưa đánh mày nha mày. Tôi đây. Ê. Ê gì? Đúng rồi. Ai dạ. Đậu xanh cây thế anh em. Đã không, đã không. Bây giờ bình tĩnh thôi, bây giờ bình tĩnh thôi. À có một thanh niên nhảy lên trên đó kìa. Đâu rồi, qua đây nè, qua đây, qua chơi hết đi. Qua đây nè. Qua đây. Bình tĩnh thôi anh em ơi, bình tĩnh thôi. Tấn công luôn. Bắn nó. Hàng bay đột nhí bắn lại lên. Gặp nó là nó không bắn được. Dọn đi. Gục một thằng nè. Đâu còn ai nữa không? Đâu rồi? À, chỗ thằng bò của mày chết nè, sao mày ngu quá vậy? Gục hai nè. Bắn nó coi dễ vậy. Trời ơi, tôi bắn lại nó. Sao bị bắn gà trời, tao bắn nó thằng đứa má đỏ ra đỏ ra nhẹ lên ra mà làm chứ. Ây da. Làm dữ vậy? Quýnh không chứ làm gì? Ok bây giờ nè. Ok hoài. Còn một chặng cuối thôi là tôi thắng rồi đó nha. Thắng. Bây giờ bình tĩnh thôi. À ổng kìa anh em ơi, Cục một nè. Trời ơi sao không bắn chịu nhà đứng nhà cũng chết chứ trời. Mày thấy tao có vui không? Bắn gì vậy trời? Mày thấy tao có vui không? Trời ơi. Xả liền. Cứu coi. Trời ơi. Rồi. Con mò, con đứt sống à. Được rồi, giết nó rồi đó. Rồi. Ủa mày bắn không? Bắn nữa đi em nha. Bắn. Thôi. Thì tôi xin lương mà xin tiền của ta. Thôi thì mình lấy mình cái này là kết thúc luôn nè. Trả tiền hết. Gì vậy? Bắn cái gì tao bị đá luôn cái trời. Chơi gì? Chơi gì trời. Ờ, chơi gì đâu mà lấy tiền. Thôi thì clip mình ở đây khóc cho anh em mấy ba anh em nha. Gì còn 500 hả? Ngon làm thôi cho tao. 500 tao đâu trả luôn đi. Làm gì vậy?